Dạ, xin chào toàn thể anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê. Hôm nay thì em Sinh sẽ đi review cho anh chị mình xem một cái thửa đất vườn với tổng diện tích 7.900 m², đã có sẵn 300 m thổ cư. Trên đất của mình thì đã có một căn nhà cấp 4 cũ, có đồng hồ điện, có giếng khoan. Vị trí này thì chủ đang rất là ngợp nên bán với giá cực kỳ hấp dẫn nha anh chị. 7.900 m² đất vườn có 300 m thổ cư, giá đang giao bán chỉ có 3,3 tỷ thôi. Giá này còn được thương lượng nữa nha anh chị. Để mà chi tiết về cái căn nhà này thì em Sinh sẽ vào đi review chi tiết cho anh chị mình cùng theo dõi nhé. Thì cái vị trí căn nhà của mình tọa lạc ngay xã Sông Chầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Và cái căn nhà của mình thì nằm ngay phía trước em Sinh đang đứng ha. Đó, căn nhà đó ha. Thì trước khi em Sinh sẽ dẫn anh chị mình vào xem nhà, em Sinh sẽ giới thiệu qua về cái vị trí này cho anh chị mình cùng theo dõi nhé. Thì đây, đây là cái trục đường Vĩnh Tân A đi qua bên sông Chầu nha anh chị. Và đường này á là hướng đi ra ngoài, anh chị mình đi chỉ tầm khoảng 500 m thôi. Anh chị mình đụng cái đường bê tông, rẽ phải thêm 3 km nữa là ra ngay chỗ ngã tư Vĩnh Tân. Thì những cái tiện ích sống xung quanh như là chợ, trường, ủy ban, nhà thờ, giáo xứ là nằm ngay ở ngã tư Vĩnh Tân là đầy đủ nha anh chị. Đó. Còn cái hướng ngược lại bên này thì là hướng vào khu dân cư ở trong anh chị ha. Thì từ cái vị trí em Sinh đứng ở đây đi ra những cái tiện ích sống xung quanh trong khu vực thì nó cũng rất là gần, chỉ 3 km đổ lại thôi. Vị trí này thì hàng xóm xung quanh đã ở. Đặc biệt thì trên cái vị trí cái căn nhà của mình thì đã có sẵn đồng hồ điện, có sẵn giếng khoan anh chị nhé. Đây, đây là cái đồng hồ điện của cái căn nhà của mình nha anh chị. Đó. Và đường đi vào, cái đường này là đường giao thông anh chị nhé. Đường này là rộng cỡ 3 m thôi nha anh chị. Nói chung thì toàn bộ cái đường từ ngoài quốc lộ 1A vào tới căn nhà của mình thì nó toàn bộ là đường rộng là trên 5 m trở lên. Chỉ có một khúc khoảng 20 m là cái đường vào nhà mình như này, thì nó rơi vào tầm khoảng 3 m anh chị nhá. Và người ta cũng có đã đổ đá mi rồi nha anh chị. Đây ha. Cái vị trí lô đất vườn của mình thì nó bắt đầu từ chỗ này anh chị nhá. Thì nếu mà tính từ phía bên phải á, thì phía bên ao này là của nhà hàng xóm, còn phía bên cái đất cao cao này là đất của mình nha anh chị. Thì từ đây chạy lại bên kia thì nó ra vào tầm khoảng là 30 m nha anh chị ha. Và tính bên tay trái cũng vậy nha anh chị. Thì bên cái ao này là của hàng xóm, còn phía bên cái đất cao cao này thì là của mình anh chị ha. Thì tính từ đây chạy sâu vào á, thì nó cũng chỉ ra vào tầm khoảng là 25 m anh chị ha. Và từ cái chỗ em Sinh đứng chạy sâu vào trong cái lô đất của mình thì nó ra vào tầm khoảng gần 100 m nha anh chị. Đó, đây là cái thế đất của mình. Nó như vậy nha anh chị. Tại vì cái đất vườn thì nó không có được vuông vắn. Nó hình thù là ngang khoảng tầm 50, hơn 50. Dài sâu vào thì gần 100 nha anh chị ha. Đó. Đặc biệt thì trên cái vị trí lô đất của mình thì có sẵn một cái đồi nhỏ nhỏ như thế này anh chị ha. Cái đồi này thì nó giống như là cái đồi đá đấy anh chị. Thì anh chị nào muốn tới đây mình khai thác đá thì mình khai thác. Còn anh chị nào muốn khai thác đất thì mình khai thác ha. Đó là tùy vào cái mục đích, cái nhu cầu của mình. Mình muốn làm gì mình làm. Không thì mình làm cái hoàn non bộ cũng được. Rất là đẹp nhá. Còn phía dưới ở đây thì đất tương đối rất là bằng phẳng nha anh chị. Đây, em Sinh sẽ dẫn anh chị mình vào trong để mình xem cái căn nhà ở trong nhá. Thì cái căn nhà này á, xây dựng từ năm 2006. Nó cũng tương đối rất là cũ rồi. Và cái căn nhà mà hư á, thì thường người ta sẽ dỡ cái mái ra. Người ta sợ bị sập. Nếu mà nhà mà để sập thì làm ăn sẽ không có tốt nha anh chị. Trước nhà của mình thì có một cái xoài ha. Cái xoài này chắc cũng trồng tương đối lâu à. Cái xoài không có người chăm sóc nhưng mà quả rất là nhiều nha anh chị. Đây, em Sinh sẽ lại em Sinh quay cho anh chị mình được thấy rõ hơn ha. Có khi là ở xa anh chị mình sẽ không thấy rõ, nhưng mà em Sinh ở ngoài thì em Sinh thấy rất là nhiều quả nha anh chị ha. Đó, quả quá trời luôn. Rồi, bây giờ em Sinh sẽ dẫn anh chị mình vào để mình xem cái đất ở phía sau nhá. Thì đây, toàn bộ ở phía sau này á, chủ yếu là đất trống là nhiều nha anh chị. Trên đất của mình thì chỉ có một vài cái khế, một vài cái xoài và một vài cái chuối thôi. Còn toàn bộ là đất trống ha. Và cái chất đất ở đây á, thì toàn bộ nó là chất đất sỏi đen đấy anh chị. Đất này là đất sỏi cơm, sỏi đen anh chị nhé. Đây em Sinh sẽ lại cái bãi đất trống. Em Sinh quay cho anh chị mình có cái nhìn chi tiết hơn này. Đây ha. Đó. Nó như thế này anh chị này. Đó. Đất ở phía sau thì toàn bộ cũng là đất trống thôi, chứ cũng không có gì nhiều anh chị nhá. Đó. Anh chị nào mà mình quan tâm á, thì mình cứ alo cho em Sinh. Em Sinh sẽ đi
dẫn anh chị mình xem đất và xem nhà thực tế nhé. Thì cái vị trí này anh chị nào mà mình có nhu cầu mình về đây mình làm nhà vườn, làm nhà nghỉ dưỡng, hoặc là mình có nhu cầu mình về đây mình làm cái trang trại chăn nuôi, hoặc là mình xây nhà yến, em xin thấy nó cũng rất là phù hợp. Đặc biệt thì đất của mình đã có thổ cư rồi, anh chị mình xây dựng tự do thoải mái ha. 300 mét thổ cư thì thao hồ xây dựng nha anh chị. Hoặc anh chị nào mà mình muốn làm chuồng trại gì đó thì cái vị trí này em xin nghĩ nó cũng rất là hợp lý. Và giá bán thì cũng rất là rẻ, chỉ có 417-418 triệu trên một sào thôi, cực kỳ rẻ luôn nha anh chị ha. Đó, vị trí ở đây thì anh chị mình di chuyển lên thành phố Biên Hòa thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 20-25 km ha, và di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh á thì nó rơi vào tầm khoảng là 40 km. Thì bây giờ em xin sẽ bay một khúc livecam cho anh chị mình có cái nhìn tổng quát hơn về cái khu vực này nhé. Dạ, trước màn hình anh chị mình đang theo dõi thì đây là cái vị trí lô đất vườn mà em xin đang đi review cho anh chị mình xem ha. Em xin là chỉ khoanh vùng lại được cái vị trí lô đất em xin bán thôi. Vậy còn cái kích thước chính xác thì cái này anh chị mình tới xem thực tế để mình tìm hiểu ha. Thì anh chị mình quan sát ở trên cao thì anh chị có thể thấy là xung quanh cái vị trí lô đất của mình thì hàng xóm là người ta cũng ở tương đối rất là đông. Và cái vị trí đi ra ngoài đường bê tông thì cũng rất là gần, chỉ có 500 mét thôi ha. Và xung quanh cái vị trí đất của mình, ở đây em xin thấy là có rất nhiều ao hồ. Người dân ở đây thì người ta trồng trọt và người ta chăn nuôi tương đối cũng rất là nhiều. Cho nên em xin nghĩ thì cái vị trí này nó rất là phù hợp cho những anh chị nào mà mình có nhu cầu về đây mình xây trang trại, mình chăn nuôi, hoặc là mình tăng gia sản xuất, hoặc là mình xây nhà yến, thì cái vị trí này nó cũng tương đối rất là phù hợp. Đặc biệt thì cái vị trí căn nhà vườn của mình nó cũng nằm rất là gần với lại cái cụm công nghiệp bên sông Chầu. Các cái cụm công nghiệp đó chỉ có tầm khoảng 500 mét thôi. Sau này khi mà cái cụm công nghiệp này được nhà nước duyệt đưa vào xây dựng và hoạt động thì cái vị trí lô đất vườn của mình sẽ rất là có giá trị về sau. Còn hiện tại thì giá thành nó cũng tương đối rất là rẻ, chỉ có hơn 400 triệu một sào thôi, mà đất có thổ cư nữa. Vị trí thì có điện, có nước đàng hoàng, nằm ngay trong khu dân cư. Anh chị nào mà quan tâm tới cái vị trí căn nhà vườn này thì cứ gọi trực tiếp cho em Sinh theo cái số điện thoại là 0985 747 863, thì em Sinh sẽ dẫn anh chị mình đi xem đất và xem vườn thực tế ha. Xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi hết video. Em Sinh xin chào ạ.